tại sao mà đi quay cô bác trời mà cộng đồng nói là nó tên Kiệt là mình cũng không biết. Nó còn ở nhỏ đây mà dựng, nó chưa đứng chững chững là tôi nuôi nó mà. Là nó ăn chiến. Rồi sau này bắt đầu nó về nó ăn uống. Cô mấy cậu mà không tin cái lời nói của tôi á, thổi chồm thớm hết đi. Coi coi nó có ăn uống rồi nó quậy, rồi nó uống rượu rồi nó chè nó quậy nó. Hồi đó nó về đây nó nói với mình không bao giờ mà nó nói y gan mình gì nè, chứ không bao giờ mà nó tẩn mà nó nói cái gì tầm mày, nó nói một hai ai mà nó khôn á, nó khôn gì khoan hơn gì mình nữa đó. Mới vừa nó miệng mồm nó dữ lắm mà tới dựng nó đi vô trong cái nhà quan ở trong đó rồi sao mà cô bác chồm sớm không biết làm sao mà nó giả nai không biết làm sao mà nó đi tẩn mà nó nói này kia cái nọ tùm lum cho mình không biết. Nó về đây nó cũng sống mấy tháng vậy, nó về đây sống mấy tháng. Tao nói con à, con về đây cũng sống thì cũng sống, nhưng mà con cho phải cho sạch sẽ, được ở một ngày nào với Hình Chiến á thì con cũng ăn rồi, có hai vợ chồng nó ăn rồi thì phải sạch sẽ, con này không có. Mấy cậu hỏi chồm sớm này người ta còn kêu trời, bạn hất tóc bên đây đó. Bữa đó dọn về cái bạn nói là chết nữa rồi trời ơi, chết nữa rồi, đòn sống gian gì chết nữa. Cái nó đi rồi một cái nó thui đi qua một cái nó đi bỏ trong nhà quan trọng á. Tao nói nó lên vậy nè, người có cái người mà quay đầu tiên á lợi cái bắt đầu coi trong này nó lầy hết trơn. Rồi cái bắt đầu gùi lớp nào dời thì lớp nó tôi hạ mình xuống mà tôi đem cái thao qua bẩn rồi tôi hốt hai bà thao tôi bưng lên đi đẳng mà tôi lắc nhắc cái đẳng không. Em xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì em đang ở nhà của mẹ của chú Minh của chú anh chị. Thì thấy chú đang ngủ trong đó rồi cả nhà. Chú đang ngủ. Ở cô Dung bên kia kìa. Cô Dung đi đâu mới về cô Dung? Không phải. Mẹ của chú đang ngồi trong à. Chú Minh. Mày ngủ hả chú? Ngủ ngon vậy? Chú mình tắt cái là vô rồi chú mình. Tắt cái là vô chú mình ơi. Ở này sao mà nghe được hay ta? Trời ơi. Ngủ ngoài nắng này cả nhà. Che cái miếng này ra mà lộ là nằm ngủ. Chị Dung đi đâu về ạ? Rồi ăn mít luôn, con này mua mít ăn luôn kìa. Mẹ gì bên cho hả? Như hổng gài là cái hầm cá giờ ta không có nữa ha. Tao qua bắt nữa mình nghỉ làm. Khi thất nghiệp rồi. Ủa cái này cơm chay ăn gì? Cho bà già. Cảm ơn có ăn rồi. À, sao con không thấy có đồ ăn chân rau không vậy? Bác ăn cái đồ ăn dạ dạ. Mấy món này gọi là lên xe đi về dưới luôn, đi theo ông già được buộc ở đâu dưới á, gỡ tới giờ chưa không có về nữa. Rồi nói chung ra ở đây là có một mình sát một bên đây thì lo bà già chồng, nhưng mà anh chồng mình á thì ảnh khờ khảo, ảnh không có biết gì hết trơn á, thì bất quá thì về bầu bạn thì sống ở đây, nhưng mà có khi ảnh đi rồi, có khi ảnh đi giữ dịch cho người ta, làm gì cho người ta rồi là bắt đầu á hả là ảnh đi hoài á,
có khi nửa năm, có khi 3-4 tháng có gì à. Còn mấy thôi, còn mình ở đây thì sạch sẽ cho bà, nhưng mấy 2-3 ngày nay chị Dung với Mỹ Lệ với anh chồng mình về, rồi em đi tối ngày ngủ Mỹ Lệ ngủ đây hay sao? Cũng ngủ đây, có khi ngủ đây dặn Minh rồi là đi lên cái chòi, nó có cái chòi trên kia kìa. Dạ. Nhà thuốc nam người ta cắt cái chòi cho ở. Dạ. Dạ, rồi nó ngày ấy chứ giờ bầu bạn với anh và anh chồng mình nó bắt đầu cái nè má, ông má ông đi coi chút xíu ông Cường ông mua nước về má uống. Má thấy thuốc hồi nãy má ông con uống mua đưa cho má thấy đỡ lưng chưa? Đỡ không má? Chút nữa rồi chiều chút nữa uống mới đi cạo gió mới vừa về cậu ơi khổ quá. Anh ông chồng mình là ông út mà nó nay cũng hơi đỡ hơn mấy ngày cũng khùng khờ cũng hơi đỡ hơn chút vậy thôi, nhưng mà mình thấy nghèo thì bầu bạn sao nhau sống bây giờ biết làm sao bây giờ nói với cậu vậy với ai mà nước mưa ở trên nó xuống nó tràn nói có đêm mới chứ cứ tát mà bây giờ cỡ này nó bớt mưa nè chứ phải mà nó mưa rồi một cái ngủ nghe không có được. Bây giờ bữa hổm là vợ chồng nó là thằng Chiến là nó con Nhi đó, nhỏ nó mới về chưa được 3-4 ngày đi, nó chung chồng một tháng nửa tháng đó, rồi nó rồi thằng cháu chồng tôi nuôi nó hồi lúc mà nó chưa đứng dựng vững đó mà. Dạ. Nó ở đây với ông Minh nè, vợ thì bỏ đem về đây nuôi ở đây nè, ở đây không à, mà bây giờ nó gặp với con Nhi này nè, rồi nó giờ nó đi về mắt uống nước cho đường rồi mắt. Rồi cái đất ở đây là ở là của gia đình mình hay là mình ở đang ở đậu vậy cô? Ở đây là cái đất này của người ta ở hồi 1973 tới giờ. Yeah. Chính hộ như mấy cái người ta nói nhà nước á, không có ai đuổi được hồi đó. Bà và chồng ở đây là không có cái nhà, không có bóng cây nữa. Rồi ở đây tới bây giờ, thí dụ người ta muốn đổi mặt đường cho mình á, thì là bây giờ kiếm cái chỗ cho là ta lấy cái này. Chứ còn ngoài ra là đuổi được cho mình á. Dạ, còn cái vụ đuổi là không bao giờ đuổi được. Rồi còn cái vụ mà bán là gì kia là không có bán được. Dạ. Dạ, nó vậy. Là hàng ngày là cô đi cạo gió mướn cho người ta. Dạ, với đi rửa chén mướn đồ. Dạ. Ai kêu gì một làm cái đấy. Thu nhập vậy được bao nhiêu tiền cô? Có khi 3-4 người thì cũng được 150. Dạ. Có khi là ta kêu hên xui, kêu được có người nữa, cạo gió được có người một. Dạ. Nó vậy. Tôi mới đi về được mấy chục ngàn. Mới đi về đó, mới vừa về tới rồi nghe là mấy cậu lợi cũng mừng. Cái đó là mình đi cạo gió vòng vòng sớm hay là đi dạ, xa cô? Dạ, dạ. Dòng sớm, còn người ta rửa chén người ta kêu mình có khi chạy lên tới chợ Ngự bị mấy cái mối đó, có cái mối ta điện xuống và dạ đôi chiếc xe đạp đó, có chiếc xe đạp đó. Yeah. Cổ quá cậu ơi, ngoại là ngày xưa có đi xin gì không rồi cô? Có đi xin không, ở nay nhờ cô bác dòm dốt cho ăn với đi xin không à. Dạ. Bà vợ chồng mình nghèo khổ từ nào giờ ở đây là người ta biết là cái này trời lạnh sức khỏe của bà hơi kém. Dạ dạ dạ. Rồi mới mua thuốc uống mát, uống lên là mát, nhà nước cho đường luôn á. Ngoại bao lâu rồi mà chưa có đi sinh đâu cơ, nghỉ đi sinh á? Chừng 2 năm nay. Dạ, dạ, sức khỏe yếu à? Dạ, sức khỏe yếu, chứ là cũng đi rồi nó ngay cho ta ở đây, ta xứ này ta cũng biết rồi, đây lên tới cái bến phà đó, nó ngay ta cũng cho tiền được cái trăm, rồi cũng đi về. Dạ, chứ ở đây toàn là người ta ở đây người ta biết rồi, có khi là bả nằm chỗ người ta đem gạo đem thóc lại cho ăn. Dạ. Dạ, đó vậy. Bữa nay nhà mình không có đồ ăn sao con thấy ăn với canh không? Dạ, bữa nay đi về hơi trễ rồi cái bắt đầu hả, không ai rồi nấu canh mà mụn tơi nè, rau dền rồi đó. Dạ. Hồi sớm ơi nó ngay có mua, nó mua một hôm hộp cơm á 15 ngàn dưới đó đó, rồi đó đút cho má rồi. Ở dưới mua thuốc nè, uống rồi nè, mới đưa đó, còn liều đó. Nói sao má ơi, má ở nhà đi nha, rồi ăn rồi đó, má no rồi đó, má ăn đi. Rồi chút con đi cạo gió về, có bữa rồi bà đi về không có kịp, có bắt đầu nói mày đi với mày bỏ tao hả? Rồi á hả, tao đói muốn gần chết luôn. Tự nhiên muốn say sẩm nha. Nhà má muốn say sẩm nè, má ông lên cơm. Ừ. Con mắt bên kia còn thấy đường không? Không, cỡ này không mấy thấy đường luôn. Nó mờ quá trời, không mấy thấy đường. Cô được mấy người con vậy cô? Tôi được 3-4 thằng, nhưng mà có vợ có chồng hết rồi, còn được là thuận thằng trai út. Rồi bây giờ nó cũng sống, nó đi mặn ở xa rồi nó không có gì, rồi con có vợ có chồng cũng nghèo khổ, không có ai mà giúp ai được, cũng khổ quá trời khổ cậu. Rồi lâu lâu thí dụ nó có. Con không hiểu lý do tại sao mà mình không để bà cụ về ở chung nhà với mình cô. Đợt hổm cái thằng Chiến này á, là thằng cháu chồng của mình, là con của Minh đó, thằng Kiệt á.
nó là tên thằng Chiến chứ không phải là tên thằng Kiệt, mà sao mà đi quay cô bác trời mà cộng đồng nói là nó tên Kiệt là mình cũng không biết. Nó còn ở nhỏ đây mà dựng, nó chưa đứng chững chững là xuống nuôi nó mà là nó thằng Chiến. Rồi sau này bắt đầu nó về nó ăn uống, cô mấy cậu mà không tin cái lời nói của tôi á, hỏi chồm sớm hết đi, coi coi nó có ăn uống rồi nó quậy, rồi nó uống rượu rồi nó chè, nó quậy nó vợ dữ lắm hả, trình gì ra cái bắt đầu nó chửi nó vũa dữ lắm. Mà thằng chồng của mình á, nhiều khi nó thương thằng nó ít có khi nào mà nó quánh tầm mày tầm bà lắm, nó hỗn quá hỗn cái chữ bà nội bà ngoại thì tùm lum hết. Thì á là điện cho là con của người chị á, chị chồng mình á, là nó xuống là nó quánh, nó nói tại sao mày hỗn với bà nội này kia nọ, rồi nó có quánh hoài à, nó có. Chứ còn mà giữ ông chồng mình á là ít lắm. Rồi bắt đầu á nhiều khi nó quậy nó quở, tôi nói nó uống rượu về rồi nó đặt nồi đặt chén tới nó quánh thằng ông già nó nữa. Rồi nhiều khi mình ngăn đây nè, đây là mình mới ngăn đây nè, chứ mình luồn tuôn luôn về bên nhà mình, bị mình cường thì nó úp ở trong nhà. Bây giờ không lẽ biết nói sao. Bữa hổm á đi hết trơn rồi cái bắt đầu bỏ bả chơi dơ, bắt đầu mình mới mở cái này ra nữa. Mình ẩm má về bển ở đâu gần một tháng trời, tắm rửa sạch sẽ này kia nọ, quay ngang mấy chị chồng xuống á, chị bắt lỗi chứ nói tại sao mà mày ẩm má về mà tao sao không cho chị hay. Tao nói chị ơi giờ hả mấy anh đi hết trơn rồi, thôi giờ em cũng dò cẳng đau quá em đi mằng mà giờ sát bên nước nôi thì là một bên này má, còn một bên đây thì nước nôi thì thí dụ lỡ má có tè hay là quạt dơ giấy cái đường của bà, bây giờ bà ỉa là không còn biết cái gì nữa cậu, không còn biết, miễn mà bây giờ bả đi xuống gì nào mà bả lết gì nữa hen, là tùm lum hết. Có bữa tôi về tôi đi mang về cũng tùm lum hết chân nó vậy đó. Rồi bắt đầu tôi cũng dọn dẹp xong hết rồi, không phải mà mấy anh chồng tôi mới về đây nó dơ gì nè, có một mình tôi với bả ở nhà nè, không có gì đâu. Mấy bữa ngày Minh nó về nó gì nè, mấy bữa mà ở trong cái nhà qua ăn ở trong á, rồi giờ nó về nó gì nè, chứ không phải mà tôi mà để cho bả vậy đâu. Dạ dơ hơn hôm bữa con à, vô đây là dơ hơn mà nó hôi nữa. Dạ đó anh chồng mình nó gì không vậy đó. Rồi tôi hỏi cậu giờ tôi đi mằng, rồi tôi đi về tôi lo bà già chồng nữa, rồi tới lo mấy cái này nữa tôi chịu cũng không nổi luôn, quá khổ rồi. Bà dò cẳng tôi đứng đây mà bước lên đây đi cũng muốn nói muốn sợ nổi, muốn sụm nó nói ra xuống nước mắt mà, nhưng cũng phải gắng bởi vì mình thương chồng mà, nghèo khổ cỡ nào bữa đói bữa no cũng với bà già chồng mình cũng được đi, chứ giờ biết sao bây giờ đó. Hỏi cộng đồng, hỏi hết trồm sớm ở đây coi mấy chục năm tôi ở đây coi có ấy đâu, tôi nói thiệt. Còn mà con nghe nói là chị Nhi đã tìm được ba của chị hả cô? Có tìm rồi, hồi nãy tôi coi trong cái clip tôi thấy là ba với con rồi, người ta là dẫn đi lại đó luôn rồi, mướn cái gì nhau. Mình có xác định đúng chứ cô? Uống nước xác định đi bà. Cô ơi xác định lại vụ gì? Có phải đúng là cha không? Hồi đó nó về đây nó nói với mình không bao giờ mà nó nói y gan mình gì nè, chứ không bao giờ mà nó tẩn mà nó nói cái gì tầm mày, nó nói một hai ai mà nó khôn á, nó khôn như khoan hơn như mình nữa đó. Mới vừa nó miệng mồm nó dữ lắm. Mà tới giờ nó đi vô trong cái nhà quan ở trong đó rồi sao mà cô bác chồm sớm không biết làm sao mà nó giả nai không biết làm sao mà nó đi tẩn mà nó nói này kia cái nọ tùm lum chứ mình cũng biết. Nó về đây nó cũng giống mấy tháng vậy, nó về đây sống mấy tháng. Tao nói con à, con về đây cũng sống thì cũng sống, nhưng mà con cho phải cho sạch sẽ, được ở một ngày nào với thằng Chiến á thì con cũng ăn rồi, có hai vợ chồng đó à, ăn rồi thì phải sạch sẽ, con này không có. Mấy cậu hỏi chồm sớm này người ta còn kêu trời, bạn hất tóc bên đây nói bữa đó dọn về cái bạn nói chết nữa rồi đòn sống gian gì chết nữa. Cái nó đi rồi một cái nó thui đi qua một cái nó đi bỏ trong nhà quan trọng á. Tao nói nó lên vậy nè, người có cái người mà quay đầu tiên á lại cái bắt đầu ôi trong này nó lầy hết trơn, rồi cái bắt đầu gùi lớp nào dời tùm lum. Nó tôi hạ mình xuống mà tôi đem cái thao qua bự rồi tôi hốt hai ba thao tôi bưng tôi đi đẳng mà tôi nhắc nhắc cái đẳng không nó sạch sẽ hết trơn luôn. Tôi nói với cậu á không phải vừa đâu mà tôi nói á, con ơi con tại sao mà con ăn dơ mà sao con bỏ gì tùm lum hết trơn. Để chút mấy con dẹp mà nó uống rượu nữa nghe cô cậu, nó uống rượu nữa nó đi với Chiến rồi về xong là bắt đầu một hơi là nó đi mằng rồi về là mua hai ba lon cái đang làm bên trên chổng này nè, cái chổng này đang gì nó đưa nè, đụng đưa thì tôi nói ở đầy nhà hết trơn. Rồi là nó để cho Chiến nấu, mà thằng Chiến này thằng tôi nói với thằng cháu chồng của mình là nó cũng không có đủ nước. Rồi tôi hỏi nồi nào thì ăn dung đó đi, nó để cho thằng này nhỏ. Có khi hỏi bà già chồng mình bả cũng nghe chứ mà không nghe đâu, nó nằm đây rồi nó nhậu rồi nó quậy tùm lum hết trơn. Rồi sáng cái nó chở nó đèo cái chiếc xe này nè, nó đi rồi tới 11-12 giờ mới gì mà cô bác coi á, chồm sớm á người ta cho đồ ăn đồ uống rồi gạo thóc buông ra thì á là
nó đi nó nói má ơi má, à bà nội, bà nội con đi chút xíu nữa con về con mua thịt cho bà nội ăn nha, chút xíu nữa con mua theo quay cho bà nội ăn. Thì có đâu, nó nói cái miệng nữa không, con nó nói gì. Nhưng mà theo lẽ nó ăn cộng đồng ăn, cho nó ăn rắc rắc là tôi mang ơn, rất mang ơn. Còn cái vụ mà nó đi ra ngoài mà nó nói xấu tôi là tôi không chịu. Bởi vì nó nói với cộng đồng, tôi coi trong đó nè, nó nói gì nè, cái con mập nó không cho tôi ở. Bởi vì nó quá trời dơ rồi, nó ăn dơ quá chịu không nổi. Chứ phải mà tôi đâu, phải mà tôi nói ở nó mới gì mà nó sạch sẽ gì mà tôi không cho con cháu ở trong nhà mà tôi ở đâu. Ở 1-2 tháng rồi, bên đây bên kia người ta cũng đều kêu kêu. Rồi cái bắt đầu mà cái nó đi ra nó nói với cộng đồng, nó không nói gì hết trơn mà nó nói chỉ là tôi coi trong clip. Thì nó nói là cái con mẹ mập đó, cái con mập đó, nó không cho tôi ở. Đừng nói vậy, tôi không có bao giờ mà tôi ác ý mà tôi không cho nó ở. Rồi cái bắt đầu mới mấy ngày nay mà bây giờ nó gì mà nó ngay nó gì, nó không vô nhà. Nó đứng ngoài đó rồi nó xảy đầy đồ luôn. Cái nó lên chiếc xe Honda nó chở một bao đồ, nó đi thẳng xuống dưới gầm già nó chứ. Bây giờ tôi thấy coi trong clip đó hồi nãy đó, thì ông già nó mướn cái nhà trọ rồi, mướn cái nhà trọ cho nó ở rồi. Dạ có, nó thấy vậy đó, mới thấy vậy đó. Con nghe chú Minh nói là hôm bữa về có cự lộn nữa hả cô? Có, bởi vì là có chị chồng mà mình ở đây, rồi với hai nữa là nó nói ác ý, thở đời nay đem chiếc xe nó đi, nó bỏ đó để cho Minh nó dọn dẹp nhà cửa, nó không có dọn đồ đạc ở trên đó gì. Bắt đầu là ông nội Minh ổng xin, ổng cũng là đồ đạc mệt của ông chữ hai vợ chồng nó. Cái bắt đầu cái cộng đồng mà người ta hỏi, cái nó lên thì búp nó nói với cộng đồng mà người ta hỏi nó, cái nó nói em về dưới này á, chiếc xe bỏ mà nó bỏ chiếc xe của em giữa đường lộ mày. Mà sự thật hai vợ chồng mà hai anh em khiêng đem về để đây mà Minh nó cũng dám vô ngủ, bị nó khóa khóa ập cổ hết trơn rồi. Hôm bữa đó thì cũng có mấy anh em tụi con mà kè cái chiếc xe đó để ngay đây nè, bị gì cái chiếc xe nó khóa cổ cái gì chân vẫn có được. Rồi cái mình nó ngồi đây nó giữ đây, cái tôi mới nói vậy nè, tôi nói anh Bảy ơi thôi bây giờ đừng ngay thức sáng đêm đi nha, đặng giữ chiếc xe để sau đó là mắc chiếc xe. Thì ổng cũng ngồi đó vậy mà lúc nay cũng còn hơi sớm, thì sao cái nó đi về cũng khuya chút, cái nó đi về nó chạy về cái bắt đầu chạy cái hù về cái bắt đầu nó chạy đi xuống lầu ông già vợ nó là gì mình cũng biết đó. Rồi cái đó bắt gà của Minh thì cái nọng Minh nó chỉnh chay ông tử gộ chân, nó bắt đầu cái tôi mới nói vậy, tôi mới nói dùng cái thứ mở dơ này ra không chứa. Cái con chị chồng tôi cũng không có lợi đây nữa. Mà mày á ở dơ sờ mà ở sạch sẽ thì còn đỡ, mà còn ở dơ này không cho vô. Bắt đầu nó chửi hai vợ chồng, nó chửi mình này kia nọ tùm lum hết trơn, bắt đầu cự cãi hơi. Cái cô mấy người cậu rồi này kia nữa nói cho tôi xin đi, tôi xin 5 phút. Thằng tôi quay cho rồi đi cự cãi vậy đó, cũng như nó ở dơ vậy đó, mình nói nó không nghe. Rồi cái bỏ nó đi vậy thôi, chứ mình cái vụ mà nó ăn ở trong nhà con cháu á, trong nhà mình đâu có nói gì đâu. Thì buông ra cái nó cự cãi với mình, nó hỗn, nó bừa. Chứ hai nữa cái bắt đầu cái nó nói này kia nọ mình hơi tức, cũng như là mình làm mợ nó mà nó con nít mà nhỏ mà nó hơi hỗn với mình á, mình hơi giận nó vậy thôi. Chứ phải mà nó về đây nó sống á thì rồi nó ăn cái gì mình bỏ trong cái bọc rồi mình xách mình đi đổ, ví dụ cũng phải nói. Nó ăn đầy hết trơn, chén bát người ta cho người ta nói uổng cái ghê, chén bát đầy hết trơn mà tại sao mà bỏ mà không rửa gáy gì trơn, người ta nói uổng người ta không cho nữa. Bữa đó người ta cho một đống đem về đây cũng một banh xác cho bỏ hết trơn. Rồi bởi vì nó dồi hết trơn, em gom đổ bỏ hết trơn, mình đi đổ dồi bỏ dữ lắm hả cô? Dồi dữ lắm, trời ơi phải mà cậu mà lỡ mấy cái clip trước, có người cậu đi lại quay clip trước. Rồi mấy cha cháu chồng mình ở trên chợ ngự nó còn thấy luôn. Nó xuống đây nó còn nói Út à, mở Út, mở có quyền, mở trong nhà mà tại sao mà mở để cho mà cỡ này vậy. Tao nói mày ô mày sao nó ngộ quá, nó ăn hai chồng nó ăn mà sao nó dơ cỡ đó. Đúng đó rồi, tụi mày tại thấy vì bà cụ thì ở đây với lại mà dơ quá và ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Bữa hổm mấy chị chồng nói cũng buồn, tôi hỏi gì cậu với bà phải mà tôi bà mà có vàng, bà mà có vàng hay là có tiền mà tôi ẩm bà về bển tôi nuôi á, là mấy chị chồng xuống đây á phiền bất cái này xuống nửa đêm mới bắt đầu nói vợ anh cường tại sao mày ẩm má qua bên đây mà tại sao mày không cho tao hay. Cái đó là cũng hơi phiền bởi vì cưng bụng cưng ẩm má hồi nào mà chị không có hay thì cái chuyện mình nói cởi mở cho em dâu mình nghe, còn này không có
đi xuống la làng vậy chân hỏi bà chồng mở cửa mở cái giấy ra, chị ơi chị cái gì dữ vậy chị, cái cứ nói là mày tại sao mày mà ẩm má qua bển mà tại sao mày không cho tao hay, cho nó chúa ơi chị ơi chứ giờ đi bỏ đi chơi rồi dạ. Rồi không còn ai chứ thì tôi ẩm tới bên nhà già cô ẩm ba bển này cô cho tiện cô chăm sóc rồi dạ rồi. Đúng rồi ở bên tại này cô nè cô đang yếu nữa dạ. Giờ yếu nữa cái tôi nói với cô bác rồi đó chị bà giờ mà tôi ẩm má qua bển là bây giờ cô kèm bên này sạch sẽ còn bên đây nước tới bên này má có tè này cái nội tôi rửa giấy cũng dễ nếu như mà được thì cô ẩm gì bển à, đó là bây giờ bên với cô Dung mở thì đó à, bây giờ hả là má muốn chạy qua mà để mình phải nó phải thông qua với bà mấy bà chị chồng cái để lên con má công tình ta xuống ta nói bà nói á là kệ bà ở đây thì cho bà ở đây rồi con cháu thì xuống tới luôn xong như vậy chứ bây giờ thấy chú Cường ngoài nắng mày cũng thấy tội lắm dạ vậy đó không bằng ngày nó che vậy chứ một đêm nó vô nãy ngủ không à dạ ngoài nó thật nắng là à dạ với coi mấy gà chứ có khi vậy à mới về đó mới về chưa được một tháng nữa cái bắt đầu về tới cái bắt đầu có gà có đồ rồi bắt đầu ngủ đi lên nhà quan ở chợ chứ bằng đầu đi vô trong kia ở giữ giường cho người ta dạ dạ ít còn ở nhà lắm đó hai ông bà đi vậy đó sao à, thấy sao nuôi gà chi mà nhiều dữ vậy ta thì mấy bữa đó mấy bữa có tiền quay cô bác đó, người ta cho đó rồi thì có tiền thì đi mua vậy chứ mình có biết cái đâu tôi nói đặng mua, mình nuôi đặng bán có bán có gì đâu có biết gì đâu thì vậy đó có đủ nước đâu nó cũng nước gì còn bà già chồng chứ gần vậy ở thích tôi gà còn bà già chồng tôi vậy chứ còn ví dụ mà không có biết cái gì chứ vậy đâu có biết mẹ mình vậy thôi mà hỏi bà là như thế nào má bà ơi hồi sáng giờ bà ăn uống gì chưa ăn thì nó bà con ăn phần mới cho giàu mới. Dạ. Mới cho giàu mới ăn một bát cơm đó. Dạ. Mà cay quá ăn được. Sao hả bà? Cái ớt cái gì cũng. Cay hả? Chắc tiêu quá. Tiêu quá bà nấu canh bỏ tiêu quá. Bà có uống sữa ăn bánh gì không? Ăn không bao giờ có ăn gì đâu. Nhiều lớn tuổi ăn gì đó ăn nhiều khi quên đó con. Bánh bánh với sữa con để đây mà bà có lấy bà ăn không? Đâu có thấy gì đây. Dạ trời ơi bánh để trước mặt bà mà nè. Kìa trong lòng kìa. Ở trong lòng nè. Còn đây nữa. Bánh đó. Bánh đó mới để đây nè má ấy đi. Bánh đó. Hôm sáng là mua cho bà ăn rồi, giờ mới mua thuốc cho uống rồi cỡ này dài rồi hơi lãng tai đó vậy đó cậu ơi chứ đâu có chuyện càng hay quên đó chứ mời bà nói chứ mời tới giờ nó có ăn gì đâu đó. Cỡ này bà cũng quá hơi yếu dữ rồi mấy hai năm nay cỡ năm nay trở ra đây là bà hơi yếu nhiều à, chứ là bà sữa bánh hôm về là uống gần hết rồi dạ uống nhiều mấy ngày á ông chồng mình qua cái thọt vô cái uống rồi cái bắt đầu ăn bánh xé cái ăn cái bà nói hơi à tao ngán rồi à, đừng cho tao ăn nữa dạ nói vậy mà má thấy uống sao má thấy thấy nó hơi mà cái thuốc á nó thấy nó đỡ lâu lối chưa bởi con nói với má bây giờ đau cái gì mà má nói cho con nghe cái con chạy đi mua thuốc liền hôm bữa là con ghé bà có uống sữa tới bây giờ không có uống không bà có uống không có hả bà uống ngày nhiều không hợp hả tiết kiệm với vậy uống tiết kiệm hả bà trưa có uống sáng ít uống mà trưa với chiều dạ dạ mình có đem cắt bớt không cô có dạ cắt bớt rồi chừng nào bà uống bà lấy ra ha dạ chứ tôi nói với cậu á bữa đó nó ngay có chị chồng em bà xuống có thăm bà già nói cho cháu xin lóc nó ngay cũng cho bà cho ăn lóc mà má bà ngoại nói bà ngoại bà cô nó nói bà cô cho con xin một lóc là 4 hộp đó ẩm nó ngay còn ẩm trên tay á cho cháu uống đi cho bà nói này cái gì bánh ơi hộp bánh cô mở bánh hả à? Vậy là giấc chiều mà cô không có làm nữa hả cô từ đây giấc chiều mà miễn cả có điện á thì nó kêu mình đi còn không mấy thôi ở nhà có hừng sáng là người ta ưa chắc xưa là nó kêu mình đi rửa chén trước á hừng sáng sớm á cô hỏi thêm anh Kiệt á là con của Minh con buộc luôn á mà bà chồng mà vợ thì bỏ đi hồi cái lúc mà thời điểm mà Minh nó ẩm về đây là chưa đứng chừng dựng chúng mình được mấy đứa con rồi hai
rồi con nhỏ kia thì nó theo mẹ nó. Rồi còn còn á là ẩm trên tay á thì nó theo mẹ. Rồi còn còn thằng này biết bò là đi mình nó ẩm về đây hồi đó nó ở dưới Đồng Tiến ở dưới. Dạ dưới Đồng Tiến ở dưới. Má má bánh à. Nè, ôm nó đi. Chú Minh hồi xưa giờ rút bà cô về tới giờ là chú đi có đi làm không hay là lâu lâu thì cũng như là cái giữa Ngọc Bích đầu kêu này kia nọ có làm, còn không mấy thì thôi, đừng lờ đờ ai kêu gì cũng muốn mằng đâu có vậy, cần nhờ cô bác ta cho gạo khóc má ăn này kia nọ thì cũng nấu nướng đồ trong nhà ăn vậy thôi, cũng đừng lờ đờ vậy thôi, rồi đi tối ngày rồi đi đầu này đi đầu kia vậy, chứ không phải giống như mình mà mình sợ đói sợ no gắng lo mặn như ông chồng mình vậy đâu, nói vậy thì đó vậy đó, chứ còn cái vụ vậy đó. Còn gì chung á là ở đây luôn hay quê ở đây luôn hay đâu luôn? Hồi xưa thì tôi về đây là tôi thấy chị Mỹ Lệ là tên Mỹ Lệ chứ không phải chị Dung. Rồi là rồi cái bắt đầu cái thời điểm đó làm sao mà hai người hả cũng tà lơ phơ vậy đó. Rồi cũng sáp lại ở rồi dặn hờ cái bắt đầu người điên gốc rồi còn nó ngay rồi cũng ở lại với Minh. Mới ở lại với Minh nói ít ngày rồi bắt đầu tự cãi lại đi nữa. Vậy đó. Nói trên đây cũng có cái nhà ấy. Có cái nhà người chữ thập đỏ nó cắt. Chữ thập đỏ nó cắt cái nhà nhắc đó, nhỏ xíu à. Dạ. Dạ. Ở nhà này không con? Nhỏ hơn nữa. Nhỏ xíu à. Dạ. Mà ở ngay chữ mà nhà thuốc Nam á, ở trên khúc vắng đó đó. Nó vậy đó. Chứ ngon không nhà, không ngon không bà, bánh ngon không? Bánh ngon không má? Nó bự lên. Ngon ha. Nói vô bự lên mới được. Ngon không? Ngon. Bánh có cay không? Có cay không? Rồi bà có uống sữa không? Hàng ngày bà có uống không? Hàng ngày đâu có đợi đâu uống. mới nãy mới nói uống rồi giờ này. Giờ nói. Tối á. Tối hả bà? Chiều quá, chứ trưa á. Ngoại có cần cái gì thì kêu thím đó thím. Bà có cần cái gì á thì kêu con dâu á hoặc là kêu chú Minh á lấy bánh sữa cho bà uống. Ngồi đây kêu bệnh thanh thuốc lắm. Có gì kêu lắm. Vợ anh Cường ơi, tao bữa nay giờ này tao đói rồi. Tao nói già đến chút đêm qua chưa có làm kịp thì để chút đêm qua. Thì cũng như đi làm mới gì vậy đó. Yeah. Vậy đó. Kêu thanh thuốc lắm. Vậy là mình cũng cắt một bước một phần ha cô. Dạ. Dạ. Nói vậy đó. Chứ không phải mà tôi dính liền bị gì bà già chồng mình thằng Cường nó út ở trong nhà nó dính liền vậy đó, mà tại lúc đó thằng nhỏ nó quậy quá, mấy cái thằng này nó quậy chịu không nổi rồi mình mới đẩy cái này lại rồi ở một bên cho nó sạch sẽ, rồi ở bên này thì nó làm sao nó làm luôn tuôn nó làm gì nó làm nó vậy đó, chứ không phải mà ấy đâu. Con cũng mong là thời gian sắp tới cô ẩm bà về bển dễ chăm sóc. Dạ, mình còn hồi chứ để bà ở đây rất là tội luôn. Tội luôn. Ở tôi nói á là cô Mỹ Lệ với chú Minh á thì tờ quá, không có cái cách nào mà biết chăm sóc bà. Thì nhiều khi thấy bà vậy rồi mất công rồi hai vợ chồng cãi lộn nữa. Có cô thì cô với chú Cường thì tới lui rồi tôi hỏi chăm sóc được. Tôi hỏi cậu vậy chứ bà già chồng mình đây bà rất là nghèo, hơn rất rất là nghèo, còn mình ở đây cũng đi mằng mướn mằng thuê mà bây giờ mấy con cũng nào cũng chưa biết là bà được mấy người con cô? Được 7 người con, bốn gái mà ba trai. Rồi một thời gian có chị ở chồng ở dưới chợ Giàm. Rồi cái chị thứ hai thì cũng như ở đây cũng hơi khờ ở đây nè. Nhưng mà đợt trước hồi dịch á, tôi nói chị bây giờ bà bất hạnh rồi, chồng là con rồi bỏ người ta đi có vợ khác gì đó mất tiêu hết trơn rồi bà ở đây với má. Tôi mới nói thôi chị ơi bây giờ chị ở đây đi, chị tiếp chị nuôi má với em đi rồi hả nước nôi gì có em đi cởi gió rồi về chia sớt mà chị em mình uống. Rồi là rồi người ta cô bác người ta có cho gạo cho thóc thì chị ở đây chị cũng hưởng ăn chung với má, có gì thì chị em mình ăn với nhau. Bà không có chịu, bà gặp cái ông này ở đâu đằng đó là 60 mấy tuổi rồi, mà chị chồng chị thứ hai của tôi cũng là 60 mấy tuổi rồi còn gì nữa, bà cũng lớn tuổi rồi mà ai cũng kêu kêu chứ ta nói chào ô ở đây với bà hai không chịu, mà bây giờ để lấy chồng là cái bà hôm qua hôm kia bà ngồi đây đó. Yeah. đó bà đó nói chung ra bà cũng có đủ nước chị nhục, và còn ba người chị kia tao khôn ngoan, mà nhưng mà khôn ngoan này sao tôi không biết nói gì hơn, tôi sợ lên cộng đồng chị em nó hơi buồn phiền, bây giờ bị gì mình nghèo
Mình nghèo thì mẹ mình nghèo thì thôi giờ mình nuôi đi, mình trách nhiệm là mình Cường nó út thì thôi giờ có gì ăn nấy với bà già chồng đi chứ hết biết nói sao rồi. Dạ. Chứ hỏi cậu gì chứ mình ở có công mà làm mà không có được hưởng. Thí dụ tôi á, như mấy cậu giờ thương mẹ mình, cho mình mẹ mình 50%, thì ở đây cái công lao của mình á, thì mình nuôi mẹ mình thì mình cũng giữ được cái phần đó, đồng mình mua thuốc mua men cho mẹ mình uống. Còn không có, cái này mình không có, đĩa chay đã dành thì mình lo. Còn ở, ở trên kia, hà là ở đâu không biết, nước này nước kia lợi ra bắt đầu súng đi hết. Rồi tôi hỏi vậy có buồn không? Không, cậu coi suy nghĩ của cha mẹ trong nhà mà cậu suy nghĩ gì có buồn hay không? Nói thiệt tình là như vậy, hỏi hết trận tớm hỏi cộng đồng có phải ra vậy. Nhưng mà bà già chồng mình thì cũng bả giờ cỡ này bả cũng quá là hãi muốn lẫn lắm rồi. Bây giờ còn mấy đâm hơi nữa, cô bác người ta nói thôi còn mấy đâm hơi nữa vợ Cường ơi, đi chùa nào được phước nấy. Chứ sự thật là mình ăn cây nào mình phải gạo cái đó, còn cái này không có gạo, mình cứ ăn uống mình ăn cứt đáy không à. Đáng nó đem đi chân vậy đó. Người có hỏi cậu gì, người cậu có buồn không, có đáng buồn hay không? Nó nói cậu gì chứ, chứ bả nghèo khổ bả làm gì, bả có tiền bả cho mình nhiều. Nhờ có quá cộng đồng ta thương ta cho thí dụ cho 2 bịch gạo hay là 3 bịch gạo thì ở vợ anh Cường mày cho tao à nè con đem về bển đi bịch đi con. Hồi gần tháng 7 ta cho một đống gì nè tao 2-3 giả gạo trơn luôn. Bắt đầu tới sáng cái bắt đầu cái kêu mình nói vậy vợ anh Cường ơi có đói bụng chứ rồi có cơm chưa con? Có à, chưa chút xíu nấu, chưa nấu là vậy thôi chứ ngoài từ mấy chục năm nay là vậy không. Dạ. Tôi nói từ đây sắp tới là con chấp nhận con nuôi má rồi, cô bác nào cho con nắm cái thành phần đó là con giữ. Dạ, bởi vậy thì con cũng thắc mắc là trước thì cũng có mấy anh em lại chia sẻ thì hỏi gạo mì rồi cho rồi bánh rồi sao mà mất tiêu hết trơn. Đó nói vậy đó. Đó, nên như cậu mấy bữa ngày đó cậu thấy đó cũng còn minh mông đi chứ tôi ở gần chứ tôi đâu có ăn cái gì của mẹ mình. Thí dụ tôi có ăn đi chăng nữa tôi mang. Rồi tôi mang bà già. Thí dụ giờ cả mấy cậu cho thì đó là tôi ăn thì tôi cũng mang bà già, tôi ẩm bả, tôi bở bả. Đó là cộng đồng giúp đỡ cho tôi vậy cho rất là tôi mang ơn với cho bà già chồng tôi. Không có làm gì. Tôi nói có bữa tôi đi mằng về tôi nói nó cát làng gì nè, bị bà ỉa cái đường cô, chết. Cô biết ai lấy không? Thì nói chung ra thì con có nhà của bà. Thường xuyên là mấy chục năm là mình biết hết trơn. Là vậy thôi. Nói vậy. Nhưng mà má nói gì nó nói thôi con cháu ơi chia cho nó ăn tội nghiệp chị mày. Chị mẹ chỉnh cũng khổ. Đấy, chị làm cái gì chị làm đi. Để giữ không đó. Mấy chị và con cháu đó cũng như bữa hổm xuống đây xin sữa thì nó má ơi cho cháu ngoại chị đâm một lóc. Rồi cái bà ngoại nói lấy đi. Chung thì dạ. Mình sống ở đây dạ. Thì mình làm phước thì dạ. Phước. Dạ. Với lại mẹ của mình thì mình chăm sóc thì sau này thì con cái của mình nó chăm sóc lại mình. Nó giống như là cái luân thường đạo lý vậy đó cô. Thứ hai nữa tôi nói cậu thí dụ mà con dâu cũng không bằng con gái. Dạ. 4 người con gái không? Tại 1 năm 12 tháng mới xuống 1 lần, không hỏi thăm mà mẹ mình giải lao. Có khi xuống á thì giải lao chút xíu chưa được nóng đít rồi để giết đi gì trở nên giữ nhà giữ cửa thì cái chuyện của chị em ta nói sao ta nói mình đâu biết thì vậy thôi, ngoài ra là vậy thôi chứ mình không dám nói cái gì nhiều hơn. Tao nói vậy chứ ở là tao nói thiệt tình với cậu lắm, cậu lắm. Bà gái uống sữa với ăn bánh nhiều vô nha bà. Dạ, dạ bự lên má. Bà tôi kêu bà già con. À uống sữa trưa nay chút nữa cái ông Cường với con có ấy rồi có con đi qua. Vợ ông Cường mày lấy sữa cho tao uống. Thì có con bồ qua, có nhà thì con bồ qua, còn không có thì ông Cường. Thấy không? Ở đây vợ chú Cường có nấu đồ ăn cho bà không? Nấu mà nó đi bằng chưa tôi dạ. Là đi bằng không ở không hay bà? Dạ. Vậy bà kêu chú Cường ha. Tội nghiệp bà. Bà cũng khẳng định cô cũng có nấu cơm. Vì bà cũng hay quên đó cả nhà. Ngoại lớn tuổi quá. Ngoại cũng đã lớn tuổi rồi. Cũng mong là ngoại có nhiều cái sức khỏe để sau này con cháu tới thăm rồi mấy anh em cũng chia sẻ hoàn cảnh cũng ghé thăm bà. Thôi con cũng cảm ơn cô chia sẻ nhiều á cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe để chăm sóc cho bà nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cộng đồng giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của bà già chồng với mình rất là mang ơn. Dạ. Có gì ngoài ra cũng có gì là mang ơn nhiều. Dạ. Nhà hàng mong mà có tới lui thăm mẹ mình thì
có thiếu thốn gì được chút đỉnh thì cho bà ăn, thì coi rác rác làm ăn ơn. Dạ. Nó vậy, còn ông ấy thì mình cũng đi bư vào, cũng bưng qua cho mẹ mình ăn được. Dạ, vậy dạ. Vậy. Dạ. Thưa bà con về luôn bà ơi. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ, cô về. Dạ. Em cũng xin tạm kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý cô chú bác anh chị trong video lần sau ạ. À.